Thanh Bạch nói gì về việc thay thế Trấn Thành tại Tuyệt Đỉnh Sông Ca Nhí? Nam MC cho biết sự chuyển giao này không hề có bất cứ khó khăn hay xích mích nào giữa anh và Trấn Thành. Vừa qua, ban tổ chức cuộc thi Tuyệt Đỉnh Sông Ca Nhí đã có buổi họp báo giới thiệu chương trình. Dù hôm nay mới là buổi ra mắt chính thức, nhưng chương trình Tuyệt Đỉnh Sông Ca Nhí đã nhận được sự quan tâm của truyền thông và khán giả từ trước đó bởi format mới lạ cùng sự tham gia của dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong vai trò huấn luyện viên. Buổi họp báo một lần nữa khuấy động với báo chí khi có sự góp mặt đông đủ của ba cặp huấn luyện viên gồm Đoan Trang, Thanh Bạch, Cẩm Ly, Đại Nghĩa, Dương Triệu Vũ và Thu Trang. Tại sự kiện, nghệ sĩ Thanh Bạch nhận được nhiều câu hỏi từ phóng viên khi anh là người thay thế nghệ sĩ Trấn Thành đảm nhận vai trò huấn luyện viên của chương trình. Nhưng bật mí tại buổi họp báo, chị Phan Kim Dung, đại diện ban tổ chức cho biết, nghệ sĩ Thanh Bạch cũng là một trong những người đầu tiên được ban tổ chức nhắm đến khi anh đã góp mặt từ chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Tuy nhiên vì lịch làm việc bận rộn nên nghệ sĩ Thanh Bạch chưa đồng ý nhận lời. Cho đến khi diễn viên Trấn Thành rút lui, ban tổ chức một lần nữa nhờ đến nghệ sĩ Thanh Bạch và được anh đồng ý. Về phía Thanh Bạch, nam MC chia sẻ anh và Trấn Thành là những đồng nghiệp, bạn bè trong giới, nên sự chuyển giao này đều văn minh và thuận lợi, không hề có bất cứ khó khăn hay xích mích nào. Các nghệ sĩ Đại Nghĩa, Thanh Bạch, Thu Trang cũng nhận được khá nhiều thắc mắc từ báo giới bởi họ không phải là ca sĩ hay nhạc sĩ, nhưng lại làm huấn luyện viên của một chương trình âm nhạc. Diễn viên hài Thu Trang cho biết, ban đầu chỉ thực sự băn khoăn có nên nhận lời hay không, nhưng sau khi đã được đả thông tư tưởng rằng vai trò của chị là huấn luyện về thần thái và diễn xuất, chị đã mạnh dạn nhận lời. Diễn viên Đại Nghĩa cũng tự tin cho hay, dù không phải là ca sĩ, nhưng anh và các đồng nghiệp đều hoạt động nghệ thuật lâu năm, biết được ai hát hay, ai hát dở. Hơn nữa, một tiết mục âm nhạc thể hiện trên sân khấu còn là sự kết hợp của nhiều yếu tố, không chỉ là giọng hát, mà còn là thần thái và phong cách biểu diễn. Ca sĩ Đoan Trang được chồng và con gái nhỏ hộ tống đến sự kiện. Nghệ sĩ Thu Trang cũng dẫn theo cậu con trai nhỏ Andy và thu hút sự quan tâm của giới phóng viên ảnh. Ca sĩ Nhí Bảo Ngọc trong chiếc đầm đỏ tuyệt đẹp của thương hiệu sánh đôi cùng MC Nguyên Khang xuất hiện đầy nổi bật ở buổi họp báo. Chia sẻ quan điểm về sự phản bội, Miu tiết lộ điều bất ngờ về người yêu cũ. Nữ diễn viên vừa có những chia sẻ rất dài về chuyện tình yêu của mình trong quá khứ, nội dung chính đề cập đến việc phản bội lăng nhăng khi yêu. Mới đây, Miu đã chia sẻ lên trang cá nhân bài viết nêu lên quan điểm của mình về việc người yêu lăng nhăng. Dù không đề cập đến tên người yêu cũ, nhưng nhiều người đồn rằng người cô nói đến có thể là thiếu gia Phan Thành. Miu và Phan Thành từng có một thời gian dài yêu nhau, thậm chí họ đã chuẩn bị cho một đám cưới trong mơ. Tuy nhiên, đùng một cái thông tin Phan Thành qua lại với hot girl Thúy Vi như gáo nước lạnh dội vào mối tình đang nồng thắm. Và việc người thứ ba xuất hiện được cho là nguyên nhân dẫn đến sự rạn nứt đổ vỡ tình cảm của cặp đôi này. Trong một đoạn status mới nhất của Miu lên trang cá nhân, cô hot girl cho biết mình từng hỏi người yêu cũ về việc nếu anh chàng lăng nhăng phản bội cô thì sao, và nhận được câu trả lời rằng anh là đàn ông nên khác. Cô tỏ ra thất vọng, không đồng ý với quan điểm của bạn trai và cả hai đã tranh luận cùng nhau. Bài viết của Miu nhận được hơn 15.000 lượt thích và hàng trăm bình luận. Phần nhiều trong số đó là các chị em. Và hầu hết đều bày tỏ quan điểm đồng tình với Miu về việc nên chấm dứt mối quan hệ với người phản bội không xứng đáng. Nội dung Miu chia sẻ như sau: thời còn yêu nhau, tôi từng hỏi người yêu mình rằng anh này, nếu một ngày em lăng nhăng thì sao? Anh ấy hơi bực mình, em điên à, không được, anh sẽ giết em. Tôi lại hỏi, vậy nếu một ngày anh lăng nhăng phản bội em? Tôi thấy anh ấy im lặng, thoáng chút suy nghĩ rồi bâng quơ trả lời, anh là đàn ông nên khác. Tôi không đồng tình với câu trả lời đó, chúng tôi tranh luận một lúc. Người yêu tôi kết luận bằng một câu nói, em đừng cãi bướng nữa và em phải học cách chấp nhận. Bạn hãy thử mang những câu hỏi này hỏi người yêu hoặc chồng của bạn xem bao nhiêu phần trăm sẽ nhận được câu trả lời tương tự như tôi. Và quyết định của bạn là gì? Nếu bạn đồng ý với quan điểm của anh ấy, bạn đừng nên đọc những điều tôi viết dưới đây vì có thể nó sẽ làm lung lay bạn. Nếu bạn không đồng ý, chúng ta có thể cùng ngồi chia sẻ tiếp với nhau. Bạn biết không, lúc đó tôi chỉ nói, dù là ở xã hội nào, đàn ông hay phụ nữ đều sinh ra có một trái tim biết đau khổ và tổn thương như nhau. Nên anh này, nguyên tắc của em là nếu một ngày anh phản bội em, chuyện tình mình sẽ kết thúc được chứ. Quan điểm của tôi yêu phải văn minh, không cần biết bạn trai mình là ai, đại gia hay thiếu gia, hay người không có gì trong tay cũng thế. Yêu thì yêu, không yêu thì chia tay. Sau chia tay, chúng ta có thể tự do đến với những mối tình khác, hoặc nếu chúng ta sợ sự ràng buộc, chúng ta hãy cứ sống độc thân và thoải mái tìm hiểu chẳng ai cấm cản. Sao cứ phải nhân danh tình yêu mà gieo những tổn thương cho người mình yêu?
rồi tự cho mình đặc quyền có thể làm thế vì cả xã hội này nói như thế. Yêu nhau phải mang đến hạnh phúc và lòng tin cho nhau. Nếu một ngày tôi tự vấn bản thân mình hạnh phúc, tôi mang đến cho anh ấy không đủ, để anh ấy phải vất vả đi lăng nhăng ở ngoài, thì tôi sẽ dừng lại để anh ấy tìm một hạnh phúc khác tốt đẹp hơn. Đùa vậy thôi, chứ đến 99,9% đàn ông lăng nhăng, sau khi bị phát hiện luôn khẳng định bạn là người phụ nữ họ yêu thương nhất và họ không thể mất bạn. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để xin lỗi, thề thốt, khóc nếu anh nào có thể, không thì ngưng ngấn nước mắt, hứa không bao giờ tái phạm. Tin hay không tin thì tùy bạn, nhưng tôi nghĩ bạn nên quan sát hành động của họ cả một quá trình, chứ đừng tốn thời gian nghe những lời thề thốt hứa hẹn. Nên hiểu thấu tư duy của họ, một người xem việc phản bội là bình thường thì thật khó để thay đổi, vì khi bạn cố kiểm soát kỹ hơn thì anh ta sẽ cố lén lút khéo hơn mà thôi. Bạn có thể sẽ tha thứ vài lần, nếu họ vẫn tái phạm, bạn nên hiểu đó chính là bản chất của anh ấy. Chấp nhận thì ở, không chấp nhận nên đi. Đừng làm những việc quá sức mình như cố thay đổi bản chất một con người. Chọn người để gắn bó suốt cuộc đời, không phải chọn theo lời người khác nói, không phải chọn cả thiên hạ nhìn vào cảm thấy đủ, mà là bản thân ta cảm thấy hợp và tin tưởng. Biết Trường Giang là ông chủ quán cơm, nhưng khi tự sắn tay vào bếp, nhìn thành quả thì ai cũng ngẹn lời. Thì ra đây chính là một trong những nguyên nhân mà Nhã Phương bị Trường Giang chinh phục. Khai trương vào giữa tháng 3, quán cơm quê mười khó của Trường Giang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Nam danh hài dù bận rộn nhiều việc, lịch trình kín mít nhưng vẫn tranh thủ thời gian ghé thăm và săn sóc mọi việc trong quán. Anh cũng từng chia sẻ bên cạnh diễn hài thì sở thích của mình là nấu ăn. Mới đây bạn trai Nhã Phương ghé quán và lại trổ tài làm bếp, nhìn thành phẩm mà chị em nào cũng phải giơ tay đầu hàng. Quán cơm Trường Giang khoe ảnh ông chủ đảm đang, có chút thời gian rảnh là ổng ghé quán nhào vô bếp liền. Hình ảnh bình dị đời thường của nam danh hài nổi tiếng. Ông Mười Khó cũng đã từng nhiều lần trổ tài bếp núc của mình và bạn gái Nhã Phương là người hay được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của Trường Giang nhất. Sau một hồi chủ quán lăn xả trong bếp thì đây là thành quả được mang ra. Nhìn món ăn hấp dẫn thế này, chị em nào cũng phải ngã mũ thán phục đầu bếp nghiệp dư Trường Giang. Người hâm mộ vô cùng thích thú trước tài lẻ này của anh chàng hề xứ quản. Sở thích nấu ăn của Trường Giang cũng là một trong những lý do để anh chinh phục được bạn gái Nhã Phương của mình. Sau thời gian dài im lặng, Trương Thế Vinh vô tình hé lộ lý do chia tay bạn gái phi công. Sau 3 năm yêu nhau, rồi bất ngờ làm đám hỏi vào hồi tháng 5, tưởng như Trương Thế Vinh và bạn gái cơ trưởng sẽ có một cái kết viên mãn, nhưng rồi chuyện đổ vỡ của họ trở thành đề tài gây xôn xao dư luận. Dù truyền thông tìm đủ mọi cách tiếp cận, nhưng Trương Thế Vinh cho rằng nếu mình lợi dụng điều đó để ăn hiếp bạn gái cũ thì không đáng mặt đàn ông. Vì thế, suốt một thời gian dài anh không đồng ý trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan, mặc cho nhiều người theo dệt về nguyên nhân chia tay. Trương Thế Vinh cho rằng anh không muốn chia sẻ vì nghĩ đến hậu quả sau này. Nghề nghệ sĩ thường bị mọi người gọi là chốn phức tạp. Được dành tình cảm nhiều, càng tìm hiểu nhiều càng thấy nhiều tăm tối. Vinh thấy một hậu quả là trong tương lai, khi Vinh lấy vợ và có con, cái cô kia cũng có chồng rồi có con. Rồi con cháu lật ra sao thì mọi cái trở thành một câu chuyện bêu rếu biết bao giờ mới dẹp xuống. Trong một chương trình trò chuyện trực tuyến, Trương Thế Vinh lần đầu trải lòng về chuyện tình cảm ồn ào của mình và đồng thời anh cũng vô tình hé lộ lý do chia tay. Có thể mọi người thấy Vinh hiện đang được truyền thông quan tâm, nhưng nếu được quan tâm vì một bộ phim hay một game show, một bài hát nào thì tốt quá. Nhưng mình lại hot vì chuyện cá nhân, cái gì bị bới quá thì không êm đẹp, mà thường là vậy, nói trước bước không qua. Mình chưa thấu đáo, mình chưa đủ thời gian tìm hiểu nhau, rồi mọi người cứ tung hô nó lên thành một chuyện quá đẹp. Rồi cái chuyện đổ vỡ này, mọi người sẽ nghĩ một là Vinh xấu, hai là cô kia xấu, nhưng không đúng. Trong mọi chuyện phải có gì không hợp, không khớp, chứ không cần phải xấu. Vì mọi người vẽ nó thành một bức tranh quá đẹp, nên đâm ra mọi người thất vọng, sẽ buồn cho Vinh nếu thương Vinh hoặc sẽ thương cho cô kia nếu không thích Vinh. Nhưng thực sự, nó không có ý nghĩa gì ở đây. Rõ ràng không như nhiều người đồn đoán, theo chia sẻ của nam diễn viên, không phải ai sai ai đúng, ai tốt ai xấu, mà cơ bản là đã có sự không hợp và việc đường ai nấy đi đều là điều dễ hiểu. Thậm chí khi được hỏi về việc sau này gặp lại người cũ anh sẽ phản ứng thế nào, Trương Thế Vinh vẫn vui vẻ khẳng định mình hoàn toàn bình thường và sẵn sàng mỉm cười chào. Vì đó là phép lịch sự tối thiểu chứ không hề có chuyện cạch mặt hay né tránh như nhiều người vẫn nghĩ.
nó liên quan đến văn hóa ứng xử của mỗi người, mình không hề có bất cứ chuyện gì. Để nó thay đổi văn hóa ứng xử của mình, Vinh nghĩ một lời chào, một câu hỏi thăm là văn hóa của riêng Vinh. Cô ta có thể không chào, nhưng Vinh nghĩ cô ta sẽ chào. Nó không còn là yếu tố còn nhìn mặt nhau hay không. Ví dụ hai người mới căng thẳng quá thì có thể ngay lúc đó không nhìn mặt nhau, nhưng 10 năm sau gặp lại vẫn chào nhau một tiếng, vì trong đầu mình lúc đó không còn gì hết. Biết rằng người này là người quen nên chào một tiếng đó là lịch sự, nam diễn viên chia sẻ. Mặc dù khi chuyện cũ đã dần lắng xuống, Trương Thế Vinh vẫn giữ quan điểm của riêng mình và hoàn toàn không hề nhắc đến tên bạn gái cũ. Nam ca sĩ chia sẻ anh đã trải lòng qua thời gian rất buồn và muốn tìm lại niềm vui bằng việc hẹn hò với người mới và sẽ không có mẫu người con gái nào cụ thể, vì với anh, hợp nhau mới là quan trọng nhất. Ngày xưa, mình hay nói thích mẫu người A, mẫu người B, phải thế này thế kia nhưng trật lất hết. Theo Vinh, cuộc đời mình sinh ra, nồi nào vung nấy, nên Vinh cần người hợp nhất với mình, hiểu tính mình nhất, chịu nghĩ cho mình và làm mình chịu nghĩ cho người ta, Trương Thế Vinh chia sẻ. Sau những chuyện buồn, Trương Thế Vinh nhanh chóng quay lại guồng làm việc bận rộn và dành nhiều thời gian cho bạn bè.